Thưa sư, nếu một người có hành động tà dâm nhiều lần trong quá khứ thì mình phải hiểu đó là quả của kiếp trước hay nhân của kiếp này? Nếu là nhân của kiếp trước thì đó là nhân gì? Sư đã nói rồi, Đức Phật đã khẳng định là không thể tất cả mọi thứ đều đổ thừa cho nghiệp. Và anh không thể nào anh nói rằng tại vì do nghiệp cho nên anh mới phạm cái lỗi tà dâm. Do nghiệp quá khứ cho nên anh mới tà dâm. Xin thưa, không có cái nghiệp nào nó làm cho anh đi tà, anh phạm cái giới tà dâm hết. Nhớ ha. Không một nghiệp nào khiến cho chúng ta phạm giới tà dâm. Điều này đã được Đức Phật khẳng định trong Tăng Chi Bộ Kinh. Nhớ chuyện này. Chỉ có do nghiệp, ví dụ như cái nghiệp tà dâm quá khứ, mà thời nay chúng ta sanh ra làm người bị thiếu xấu xí, hoặc làm người bị thiến, hoặc là làm người nữ, đời trước làm người nam, đời nay làm người nữ, thì đó là do cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà không có một cái nghiệp nào nó khiến cho đời nay chúng ta phạm cái giới tà dâm. Đời nay chúng ta phạm giới tà dâm là do quyết định của chúng ta vào cái thời điểm hiện tại. Quyết định chúng ta vào thời điểm hiện tại. Đấy. Cho nên đây là cái nghiệp mà cái nhân chúng ta đã tạo trong kiếp này. Cho nên đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Đừng có cái gì cũng đổ thừa là cái nghiệp quá khứ cho nên là tôi mới sát sanh, do nghiệp quá khứ cho nên tôi mới trộm cắp, sinh tư không phải. Ví dụ như quý vị tạo cái nghiệp trộm cắp của kiếp quá khứ cho nên kiếp này cũng bị nghèo. Do chúng ta phạm cái tội trộm cắp kiếp trước cho nên kiếp này chúng ta nghèo. Nhưng cái sự nghèo đó không phải là lý do để quý vị trộm cắp. Nhiều người họ thà chết thì họ không trộm cắp. Họ nghèo, họ đói, họ chết thì họ không trộm cắp. Chẳng thà họ làm việc đầu tắt mặt tối, họ làm miệt mài chỉ để vừa đủ lót dạ qua ngày, hoặc thậm chí họ đi xin ăn, chứ họ không trộm cắp. Cho nên cái nghèo không phải là lý do để cho quý vị trộm cắp. Cái nghiệp quá khứ có thể tạo ra một cái điều kiện hiện tại, nhưng nó không phải là lý do. Hoặc do cái phước lành của quá khứ cho nên thời nay chúng ta xinh đẹp, chúng ta là một người có nhan sắc. Do cái phước lành quá khứ, đời nay chúng ta là một người nói năng rất là cuốn hút người khác. Do cái phước lành quá khứ, đời nay chúng ta là một người rất là giàu có điều kiện tu bổ nhan sắc. Thì tất cả những cái phước lành đó không phải là lý do để cho chúng ta có thể phạm giới tà dâm. Có thể những cái phước lành đó nó sẽ khiến cho nhiều người bu quanh chúng ta, nhiều cô gái ve vãn chúng ta, nhiều chàng trai ve vãn chúng ta, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta phạm giới tà dâm. Phân biệt rõ.